Rất vui được gặp lại mọi người chúng ta trên kênh YouTube Nhà Đất Thì Hùng bán nhà ở Vấp và Tân Bình cũng như là quận 12. Hôm nay thì mình sẽ đến với một căn nhà với diện tích ngang 5, độ dài 11m, nằm trên trục đường Xuân nha mọi người, của quận 12, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà chúng ta với diện tích ngang 5, độ dài là 11m và thiết kế là một lửng 3 lầu. Hướng nhà chúng ta là hướng đông nam, phù hợp với những ai phong thủy là đông tứ trạch. Và đây là mặt tiền mặt chính căn nhà chúng ta này. Với diện tích ngang 5 và xây thiết kế rất là đẹp nha mọi người. Con đường những nhà của chúng ta là con đường 6m thông. Xe hơi xe tải ra vào và quay đầu tránh nhau thoải mái luôn. Và mình sẽ di chuyển vào bên trong căn nhà này nha. Đây chúng ta có lớp cửa chính của căn nhà mình này. Và bên trong chúng ta có khu vực gara xe hơi và phòng khách. Thì ở đây bên này chúng ta đậu xe hơi xe máy này. Và bên này chúng ta làm phòng khách nha mọi người. Ngang 5, độ dài là 11m nha, thiết kế là một trệt một lửng 3 lầu. Với thiết kế và bố trí nội thất rất là đẹp. Khi chúng ta mua thì sẽ được gia chủ tặng sofa, bàn ăn và rất là nhiều những nội thất trang trí khác sẽ được gia chủ tặng lại khi chúng ta mua. Nhà chúng ta làm rất là cao ráo và thông thoáng này. Chúng ta vào căn nhà này thì rất là thoáng và mát nha. Nhà ngang 5, thiết kế rất là đẹp. Khu vực này thì nằm trên trục đường Thạnh Xuân sát với quốc lộ 1A cũng như là quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà này đang được bên Hùng chào bán với giá là 3 tỷ 750 triệu đồng nha mọi người. Còn thương lượng với anh chị chủ nhà. Đây chúng ta có cái bộ sofa này. Và khu vực phòng khách này. Và bên trong thì chúng ta sẽ có cái khu vực cầu thang được làm ở giữa nhà. Và cầu thang thì chúng ta có trụ của căm xe mặt đá hoa cương và kính cường lực 10 ly. Và di chuyển vào trong đây nữa thì chúng ta sẽ tới với khu vực không gian phòng bếp này. Phòng bếp chúng ta có một bộ bàn ăn nhỏ 4 ghế này, rất là dễ thương. Và phía bên này chúng ta có khu vực tủ kệ bếp được làm bằng chất liệu là gỗ sồi này. Có khu vực để máy lạnh, khu vực bồn rửa và khu vực nấu ăn, rất là thông thoáng. Phía sau thì chúng ta có một phòng vệ sinh phía sau cũng như là khu vực để máy giặt này. Và phòng vệ sinh phía sau này mọi người. Phòng vệ sinh chúng ta rất là rộng nha. Với bồn cầu, lavabo, gương soi, vòi tắm hoa sen. Ngang 5, độ dài 11m và bên mình đang chào bán với giá chỉ 3 tỷ 750 triệu đồng thôi. Nằm trên trục đường Thạnh Xuân của quận 12, quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Sát bên với quốc lộ 1A, đi qua Gò Vấp chỉ 5 phút thôi. Và đi về trung tâm thành phố thì khoảng chừng 20 đến 30 phút. Cũng như là chúng ta di chuyển qua sân bay thì khoảng chừng 15 phút thôi nha mọi người. Từ khu vực này chúng ta mình xin lưu ý là di chuyển qua quận Gò Vấp chỉ 5 phút. Ngay khu vực viện dưỡng lão của quận Gò Vấp, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Và mình đang di chuyển lên trên lầu khu vực không gian tầng lửng, phòng tiếp khách chính. Ở dưới thì chúng ta có thể đậu xe hơi xe máy. Trên này chúng ta làm phòng khách này mọi người. Đây nha. Khu vực không gian phòng khách của chúng ta rất là rộng rãi này. Đây là phòng tiếp khách chính ở trên tầng lửng này. Nhà chúng ta thiết kế một lửng 3 lầu với công năng sử dụng là gara xe hơi, phòng bếp, phòng khách, 4 phòng ngủ, giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Đây chúng ta có phòng khách cực kỳ rộng này mọi người. Quá là rộng rãi luôn nha. Cho một căn nhà ngang 5. Bố trí thiết kế rất là đẹp và thông thoáng. Rồi mình sẽ tiếp tục di chuyển lên trên khu vực lầu trên, khu vực không gian phòng ngủ. Quý anh chị quan tâm đến căn nhà này thì hãy vui lòng liên hệ bên Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 1. Chúng ta đang vào tham quan phòng ngủ số 1 này. Phòng ngủ rất là rộng rãi nha. Nhà mình ngang 5 nên là phòng ngủ rất là rộng rãi. Và bố trí vệ sinh trong luôn. Đây là vệ sinh này mọi người. Tất cả phòng ngủ thì gia chủ đi ống máy lạnh sẵn rồi. Chúng ta qua phòng ngủ số 2. Đây là phòng ngủ số 2 này. Chúng ta thấy rất là rộng này. Có ban công phía trước và cửa sổ cũng như là cửa ra ban công. Và ở đây thì chúng ta còn có cái khu vực vệ sinh ở phòng ngủ số 2 này.
đầy đủ đồ chơi hết nhà mọi người. Thì quý anh chị quan tâm thì hãy alo đến bên Hùng để sở hữu ngay căn nhà quận 12 giá mềm với thiết kế là một lửng 3 lầu, có 4 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp và phòng giặt, phòng thờ. Hướng này là hướng đông nam, là mình trục hẻm 6m hẻm thông nha mọi người. Mình đang di chuyển lên khu vực bên trên, khu vực không gian phòng ngủ số 3 và số 4. Nhà này thì chúng ta có thể mua ở, mua cho thuê, mua đầu tư đều được luôn. Hoặc là mua cho con cái đi học thì rất là thuận tiện. Đây là phòng ngủ số 3. Và đây là khu vực phòng vệ sinh của phòng ngủ số 3. Khu vực này thì đã có sổ hồng riêng rồi nha mọi người, sổ hồng riêng cầm tay rồi. Chúng ta mua thì chỉ việc công chứng và nhận nhà ngay, dọn vào ở liền thôi. Rất là thoải mái và rất là dễ dàng. Phòng ngủ số 4 cũng như là sân thượng và sân phơi. Rồi, nhà đất Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.